Hội đồng thẩm định nông thôn mới của tỉnh đã tổ chức thẩm định bỏ phiếu xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 đối với 4 xã Láng Dài, Phước Hội, Long Mỹ và Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ. Đến nay, 4 xã Láng Dài, Phước Hội, Long Mỹ và Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ cơ bản đạt 15 trên 15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người của các địa phương đều đạt trên 60 triệu đồng một năm một người. Không còn hộ nghèo quốc gia, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%. 100% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh môi trường. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đảm bảo nhu cầu đi lại, học tập và giao thương buôn bán của người dân tại địa phương. Sau khi thảo luận, các thành viên trong hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị công nhận nông thôn mới nâng cao đối với 4 xã Láng Dài, Phước Hội, Long Mỹ và Phước Long Thọ, với 19 trên 19 số phiếu, đạt 100%. Hội đồng thẩm định cũng yêu cầu các địa phương sớm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, gửi lên Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh trước ngày 2 tháng 4 để báo cáo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với 4 xã này.